Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài kéo co. Lễ hội ở thôn quê thường có trò chơi kéo co. Mỗi cuộc thi kéo co phải đủ 3 keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. Hội làng Hữu Chấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Có năm bên này thắng, có năm bên kia thắng, nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Theo Toàn Ánh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi. Bài tập 1. Đánh dấu tích vào trước câu trả lời đúng. Các câu trả lời đúng là: kéo co là một trò chơi trong lễ hội. Kéo co phải có hai bên. Mỗi cuộc thi kéo co phải có đủ 3 keo. Trong mỗi keo, bên thắng là bên kéo được đối phương ngã về phía mình. Trong mỗi cuộc thi, bên thắng là bên kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn. Bài tập 2. Trả lời câu hỏi. A. Làng nào có tục kéo co giữa nam và nữ? Làng Hữu Chấp có tục kéo co giữa nam và nữ. B. Làng nào có tục kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng? Làng Tích Sơn có tục kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. C. Điều gì làm cho cuộc thi kéo co thường rất vui? Sự ganh đua và những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội làm cho cuộc thi kéo co thường rất vui. Bài tập 3. Phát âm. Thôn quê. Thôn quê. Đối phương. Đối phương. Ganh đua. Ganh đua. Trai tráng. Trai tráng. Kéo ngã. Kéo ngã. Khuyến khích. Khuyến khích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Thank you and see you in the next lesson. Bye bye!